mến chào các bạn nha. Hôm nay mình cùng xem cái máy cấy lúa ha bạn. Cái máy này chắc gieo mạ trên khai ha chú. Gieo mạ trên khai. Cái này một ngày nó làm việc được cỡ bao nhiêu công đất ta? Ba bốn mẫu ha. Dạ. Này mình làm lúa giống không anh? À, chi phí của một hết vậy là cỡ bao nhiêu tiền ta? Không sao là cũng như phí thằng sao mình đây mình ăn cái ăn á. Dạ. Cái ăn thì em nghe nói là 5 triệu mấy. Cỡ 5 triệu mấy một hết ha. Dạ. Dạ. Là giờ tổng chi phí luôn cỡ 5 triệu mấy không anh? Hay là chỉ cái khâu đó khâu cấy thôi? Khâu chứ khâu này là khâu chỉ cấy thôi, còn như mà là sơ dừa đất. Dạ. Dạ. Vậy là cái khâu vậy là mình chỉ ăn cái tiền cấy thôi là có 5 triệu mấy một hết ha. Còn như là cái tiền mà gieo mạ được như thế này thì nó riêng mình không biết ha. Dạ. Dạ. Dạ, dư kho cái này là mình trồng lúa giống giống gì không biết ha. Anh Đại Thơm. Đại Thơm 8 anh ha. Cấy riêng là gieo riêng. Dạ. Dạ. Thì cái giá này mình ăn rẻ hơn là cái người ta cấy tay không ta? Đúng anh? Dạ. Vậy đó nào là máy chắc có lẽ rẻ hơn, không mất đâu. Vậy thí dụ như mà người ta có diện tích cấy đó, người ta muốn liên lạc với anh như thế nào? Anh cho số điện thoại của anh đi. Thì có gì thí dụ như người ta có diện tích đất người ta liên lạc anh. Rồi có này em làm mướn. Cho số ông chủ. Ông chủ máy này nè. Còn cũng như em làm mướn không . Vậy là anh không có số ông chủ ha. Chứ phải có cho đi. Xong rồi ai cần thuê thì thuê ổng. À đây các bạn, thì mình cùng xem cái máy cấy lúa ha bạn. Thì anh nói anh chỉ là làm thuê là mỗi một hết như vậy đó, anh ăn là khoảng 5 triệu mấy gì đó. Còn cái tiền chi phí cái là gieo mạ đồ này kia trên khai xuống đem vận chuyển tới dưới này thì nó riêng ha bạn. Tại vì mình nghĩ rằng chắc có lẽ là khai sơ dừa rồi này kia kia nọ đó thì khoảng tầm 7 triệu mấy cho một hết các bạn. À vậy là anh còn như tiền ông chủ nhà ông nhập sơ dừa là riêng, mình không biết. Nhập sơ dừa là riêng ha. À. Vậy là 5 triệu đó là từ khi mình gieo mạ. Tự gieo mạ đem tới cái luôn. Tự gieo mạ đem xuống tới đây là cái luôn là 5 triệu mấy gì đó ha. Nó tùy theo xa rằng, tùy theo đất của mình như thế nào. Nó thì cái này gieo trên cái khai. Đúng rồi. Dạ. Dạ. Một cặp máy cấy gì chắc cũng vài ngàn cái khai đi theo anh ha. Dạ. Ổng nhà ổng 7-8 cái. Dạ, 7-8 cái. Ổng chuyên về dịch vụ cấy lúa luôn rồi. À. Chuyên về dịch vụ. Dạ. Các bạn thấy nhìn nè, rễ lúa nè ha. Sơ đều xuống này chứ. Cái máy cấy này hiệu Kubota hết ta? Kubota. Dạ. À, đó mùa mới cỡ nhiều không biết không anh? Mùa này 3-4 năm rồi là lúc đó là 380. À 380 à. Thì cái nguyên thùng nhập về. Dạ. Dạ. Chắc cũng lẽ là chọn bộ máy cấy với là cái dàn khai với cái dàn mà ấy đồ này kia cũng lên 700-800 triệu ha. Nó mắc một, khai là một bộ. Cái khai đó không là một máy 20-25 á. 20-25 ngàn á. Cái một á, cái giờ mắc là nó mắc miên một cái combo của nó đó, miên một cái combo của nó là gồm máy xây đất nè, rồi cái máy là xây cái máy là gieo hạt nè, nó có máy luôn, máy gieo hạt rồi máy xây đất rồi cái bộ khai, rồi tóm lại là cuối cùng là cái máy cái lúa này các bạn, nó nhiều cái máy lắm, miên một cái combo của nó là khoảng 700-800 triệu. Nó mới hoạt động được cái máy này ha. Chứ không phải như mình cái tay mình gieo ở trên cái tấm bạc, tấm cao su gì đó mình xé ra mình ấy các bạn, cổ này nó phải có khuôn đâu đó đàng hoàng. Mấy là để lên nó mới đưa vô cái khuôn của nó các bạn. Đó, giờ mình xem cái các bạn. Rửa cái dàn cái ra nè. Mấy cái mũi cấy các bạn, rửa cái mấy cái mũi cấy anh. Dạ.
cháy kìa. Trên là bỏ mạ xuống các bạn ha. Đó. Rồi hàng cách hàng nè các bạn ha. Đó. Hàng cách hàng là nó khoảng là 2 tấc rưỡi các bạn, hàng cách hàng ha. Còn cây cách cây thì nó khoảng là 1 tấc 8 cho tới 2 tấc. Mỗi một bụi lúa thì nó khoảng là 4-5 cây ha, 4-5 cây, 5-6 cây. Đó. Thì tổng chi phí cho một hết như thế này thì nó dao động lên tới 6-7 triệu đồng cho một hết ha. Đó. Là cái này người ta đang cấy lúa giống các bạn ha. Đây là những cái thửa, cái chỗ mà người ta cấy xong rồi nè các bạn. Thì cái máy này thì ảnh hoạt động một ngày khoảng 30-40 công đất, tùy theo điều kiện thời tiết và cái đất ruộng manh hay là ruộng đất miếng ruộng bự các bạn. Thì làm đất cấy này thì làm đất rất là đẹp nha, chứ không phải mà làm như xạ lúa, làm như mình lúa mình xạ ha, làm đất rất là đẹp luôn. Thì cái này thì nó ngay mình cũng không thấy là nó người ta cấy thì người ta không có xạ phân dùi, không có bóc phân dùi thôi bà, người ta chỉ cấy thôi. Thì mình thấy là cái mô hình này làm thấy cũng cực các bạn, cực cực và nặng chi phí. Lý do là cái cấy xuống như thế này thì mình mất công gieo mạ, đóng cái công gieo mạ rồi chăm sóc mạ non, vận chuyển ra mày này rồi bắt đầu mới cấy xong rồi thì nó sẽ là chưa có bắt khoăn đâu các bạn, nó sẽ là cái lúc này là phải là chăm sóc hơi cực hơn cái lúc này chút xíu. Nhưng mà có cái là bảo vệ cỏ thì sẽ có lẽ là mình nghĩ là đạt, tại vì lúc này là người ta sẽ bơm nước vô cho nó lúc nào nó cái mặt nước nó cũng có đó, rồi thì cỏ nó không nó đất nó không khô do đó nên là nó cỏ nó không lên được. Thì cái này trước đây thì cái này thì người ta đã xịt ốc bu vàng rồi này kia hết rồi.
đây các bạn, bây giờ thì chiếc máy đang chạy vô rồi ha, mình quay cho anh em để các bạn cùng xem ha. Thì chiếc máy này thì được chủ máy nói là cấy một ngày khoảng 3 cho tới 40 công. Tùy theo đất manh hay là đất cỡ ruộng bự các bạn, ruộng nhỏ hay là ruộng bự. Mỗi một lần đi vô như thế này thì mình để mạ vô. Mm-hmm.